Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, ngày nay ung thư là căn bệnh phổ biến, dù ở lứa tuổi nào cũng có thể mắc phải. Khảo sát cho thấy ung thư là nguyên nhân gây tử vong top đầu trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh cũng có chiều hướng gia tăng theo từng năm. Nguyên nhân gây ung thư cũng vô vàn. Tuy nhiên, thường đến từ thói quen sinh hoạt và ăn uống là đa số. Để phòng ngừa căn bệnh này, chúng ta cần phải thay đổi nếp sống và thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là bổ sung Phytochimican, một hóa chất thực vật giúp tăng cường miễn dịch và chống ung thư hiệu quả. Chất này không tồn tại trong thịt động vật mà phải lấy từ rau củ. Tuy nhiên, không phải cô bác nào cũng hiểu rõ về cách sử dụng rau củ để chữa bệnh hiểm nghèo đúng không ạ? Vì vậy nên ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ giới thiệu tới quý cô bác công thức món canh giúp hàng triệu người thoát khỏi ung thư. Vậy món canh đó là gì? Nguyên liệu gồm những loại rau củ nào và cách chế biến ra sao? Mời cô bác hãy cùng tham khảo nhé! Chất Phytochimican có tác dụng chống và hỗ trợ điều trị ung thư có nhiều trong thực vật. Đó là lý do vì sao cô bác nên ăn rau củ đều đặn hơn. Thêm vào đó thì theo Hiroshi Takashi, bác sĩ người Nhật từng làm việc tại Đại học Harvard cho biết, cô bác cần nạp thêm Phytochimican từ rau củ để ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện ăn uống để bổ sung chất này. Vậy nên ông đã sáng chế ra một món canh ngừa ung thư từ 4 loại rau củ đơn giản dưới đây để cô bác dễ dàng tham khảo và bổ sung vào thực đơn của cả gia đình. Bởi lẽ món canh này đều rất dễ sử dụng, những loại rau củ quen thuộc, cả gia đình có thể cùng thưởng thức. Vì bên cạnh việc chữa trị, món canh này sẽ giúp cho gia đình cô bác ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư nữa. Và đó chính là món canh bắp cải, cà rốt, hành tây, bí đỏ nấu chung với nhau sẽ trở thành bát canh ngừa ung thư. Bác sĩ Hiroshi đã chia sẻ công thức món canh này cho mọi người để phòng ngừa ung thư. Bốn loại rau này có màu sắc khác nhau vô cùng dễ kiếm. Khi cô bác nấu chung, bốn loại rau này sẽ hòa quyện lại và tạo thành canh ngừa ung thư. Bởi chất Phytochimica chống ung thư luôn có trong bốn loại rau này. Tuy nhiên thì cô bác cần nấu vừa phải, không sống cũng không quá chín để có thể hấp thụ tối đa Phytochimica, từ đó giúp cơ thể của bác ngừa bệnh tốt hơn. Sau đây là những lợi ích chính của bốn loại rau này, cô bác hãy cùng tham khảo để tự tin hơn khi chế biến món canh này nhé. Thứ nhất là lợi ích của bắp cải. Bắp cải là loại rau quen thuộc họ cải, chứa nhiều chất Phytochimican, indole 3 carbinol, có thể ngăn ngừa viêm ruột và ung thư đại tràng rất hiệu quả cô bác nhé. Chất này khi đi qua dạ dày sẽ phân hủy và bám vào thành ruột, giúp nâng cao hệ trao đổi chất của cơ thể của bác, từ đó duy trì sức khỏe đường ruột của cô bác và giúp đào thải hết độc tố ra bên ngoài. Thêm vào đó, bắp cải còn rất giàu chất xơ và cellulose, giúp loại bỏ vi khuẩn đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế quá trình sản sinh tế bào ung thư nữa. Do vậy, cô bác nên ăn bắp cải mỗi tuần để có sức khỏe tốt cũng như đẹp da đẹp dáng trông thấy. Loại nguyên liệu thứ hai của món canh này đó là cà rốt. Loại củ này sở hữu hai hợp chất alpha-carotene và beta-carotene đặc trưng, có khả năng chống oxy hóa cực mạnh nên ức chế các gốc tự do, nhờ vậy mà giúp cô bác ngăn ngừa ung thư rất tốt. Theo bác sĩ Hiroshi, beta-carotene sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư vú xuống rất nhiều nữa. Thêm vào đó, hai chất này còn tự chuyển hóa thành vitamin A trong một số trường hợp nhất định, giúp cô bác tăng cường khả năng miễn dịch của da và niêm mạc, từ đó làm cơ thể của cô bác nhanh hồi phục khi bị thương, giảm nguy cơ ung thư da và ung thư miệng. Cô bác có thể ăn sống, uống nước ép hoặc nấu chín cà rốt đều tốt nhé. Nguyên liệu tiếp theo cho món canh đại bổ này đó chính là hành tây. Hành tây thường không được nhiều cô bác thích vì nó có vị hăng cay khi ăn sống. Tuy nhiên, theo Viện Ung thư Mỹ, loại thực phẩm này lại chứa quercetin, có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự viêm nhiễm và tổn thương tế bào rất tốt. Như vậy sẽ giúp cho cô bác ngăn ngừa sự xuất hiện của tế bào ung thư và cải thiện hệ miễn dịch rất tốt. Đặc biệt là hành tây còn sở hữu khá nhiều vitamin C, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa và rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nếu cô bác nấu hành tây chín thì sẽ giảm bớt vị cay hăng nên không phải lo quá nhiều. Cô bác hãy cố gắng ăn để phòng ngừa bệnh tật nhé. Cuối cùng, một nguyên liệu rất đặc biệt có vị ngon ngon của canh đó chính là bí đỏ.
Cũng như cà rốt, bí đỏ cũng sở hữu beta-carotene có tác dụng chống oxy hóa, giúp ức chế các chất gây ung thư và gốc tự do của bác nhé. Ngoài ra thì hạt và vỏ của bí đỏ còn chứa rất nhiều vitamin quan trọng giúp phục hồi màng nhầy bên trong cơ thể của bác rất tốt. Việc của bác thường xuyên ăn bí đỏ sẽ cung cấp năng lượng mà không gây béo phì. Bên cạnh đó, nó còn chứa carotenoid hoạt động như một chất chống oxy hóa, kết hợp cùng hàm lượng vitamin A và C tự nhiên sẽ hỗ trợ cơ thể của bác giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Chất steron trong hạt bí ngô cũng được chứng minh là có tác dụng chống lại ung thư nữa. Về cách nấu canh ngừa ung thư của bác sĩ Hiroshi, cô bác hãy chuẩn bị giấy bút để ghi lại nhé. Theo bác sĩ Hiroshi, món canh này rất đơn giản nên cô bác nào cũng có thể nấu được. Cô bác chỉ cần mua tất cả 4 nguyên liệu trên, mang về gọt vỏ và rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào nồi đun sôi, nhớ đổ nước ngập mặt rau là được. Sau đó cô bác hãy để lên bếp, đun cho tới khi hỗn hợp sôi lên rồi chuyển sang nhỏ lửa, nấu tiếp 20 phút nữa là mang xuống ăn. Cô bác có thể thêm một ít muối tiêu cho thơm và dễ ăn hơn, nhưng nhớ đừng cho quá nhiều cô bác nhé. Vì đơn giản như vậy nên cô bác hãy thử món canh ngày hôm nay nhé. Quý cô bác thân mến, một chế độ ăn với nhiều rau xanh và trái cây luôn được các chuyên gia khuyến khích, bởi điểm chung của rau xanh trái cây là chứa rất nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất, do vậy có thể hỗ trợ hệ miễn dịch, tạo nên hàng rào phòng thủ. Ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp cô bác duy trì cân nặng hợp lý vì chúng có ít calo và chất béo. Bằng chứng cho thấy cô bác có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, một số loại ung thư và béo phì. Đặc biệt, chế độ ăn bổ sung thêm món canh đặc biệt vừa rồi sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để cô bác cùng gia đình ngừa ung thư rất tốt. Tuy nhiên thì thực tế không phải cô bác nào cũng biết cách chọn lựa rau quả để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Bởi vì một số loại rau không tuyệt đối an toàn, thậm chí ngấm ngầm nuôi dưỡng tế bào ung thư trong cơ thể mà cô bác cần phải tránh càng xa càng tốt. Vậy những loại rau củ có độc dễ gây ung thư này là gì? Chúng gồm những loại nào? Và vì sao lại khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy? Mời cô bác hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày của bác nhé! Rau xanh là loại thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên thì cách sử dụng chế biến các loại rau để giữ được tối đa các vi chất cần thiết cho cơ thể thì không phải là ai cũng biết. Thực tế, để tiêu thụ rau xanh hàng ngày sẽ giúp tăng cường thị lực, kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa ung thư và phòng chống các vấn đề về tim mạch. Ngoài ra, rau xanh còn được coi là thực phẩm kỳ diệu vì chứa tất cả các chất dinh dưỡng lành mạnh thiết yếu cho cơ thể như vitamin, khoáng chất, canxi, sắt, chất xơ. Ngoài việc giúp cô bác giảm cân, rau xanh còn giảm nguy cơ bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và ung thư. Có nhiều cách để chế biến rau củ như nấu, hấp, chiên, xào hay ăn sống. Tuy nhiên, nếu cô bác muốn giữ lại được những chất dinh dưỡng tốt nhất có trong rau củ thì cần chuẩn bị và chế biến tạo ra những sự khác biệt lớn. Có những sai lầm trong cách chế biến và sử dụng rau củ mà nhiều người trong chúng ta thường mắc phải dẫn đến việc sử dụng rau xanh không đạt hiệu quả như mong muốn. Ba loại rau củ quả sau đây cần tuyệt đối tránh vì nó có khả năng nuôi tế bào ung thư. Đó là gì? Cô bác hãy theo dõi nhé! Loại rau củ đầu tiên cô bác nên tránh xa đó chính là hoa quả mốc và dập nát. Nếu phát hiện hoa quả có dấu hiệu bị dập nát, có nấm mốc hoặc đổi màu thì cô bác hãy mạnh dạn vứt bỏ. Dù chúng mới chỉ có dấu hiệu thối hồng nhẹ, ăn vào thấy mùi vị không khác biệt. Nhưng thực tế thì độc tố alatoxin bên trong nó lại đang làm hại gan và các tế bào của cô bác rất nhiều. Alatoxin là một chất cực độc do các loại nấm mốc như Aspergillus valut và Aspergillus pancreaticus sinh ra, độc tính gấp 68 lần arsen. Chỉ cần 1 mg alatoxin cũng có thể gây ung thư, và chất có độc tính cao này hiện rộng rãi ở trong các loại ngũ cốc và các loại hạt bị mốc. Loại rau củ thứ hai mà Sống Khỏe Mỗi Ngày một khuyến cáo tới cô bác không sử dụng đó là các loại rau quả bị phụ tẩm hóa chất. Rau xanh và trái cây thường được các chuyên gia y tế khuyến khích tăng cường trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên thì cần phải cảnh giác với những loại hoa quả, rau xanh đã bị tắm mình bởi những loại hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, hóa chất kích thích tăng trưởng hoặc là chất bảo quản rất nguy hiểm. Hầu hết thì những loại hóa chất này đều nằm trong nhóm chất độc bị cấm sử dụng cho quá trình trồng trọt các loại rau hoa quả bởi những ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của con người, trong đó có tình trạng gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Dưa chua, cà muối, hành nén là loại món ăn phổ biến trong mâm cơm của gia đình người Việt. Đó không chỉ là thói quen mà còn vì món ăn này sẽ giúp cho bữa ăn thêm phần đa dạng, kích thích sự ngon miệng và giải ngấy cực tốt. Tuy nhiên, để tạo thành đồ muối chua, chúng ta phải sử dụng rất nhiều muối. Trong quá trình muối chua hay lên men, chúng sẽ hình thành nitrite. Đây là thành phần nguy hiểm nằm trong nhóm danh sách đen gây ung thư gan và các cơ quan nội tạng khác. Rau củ độc hại có nguy cơ gây ung thư tiếp theo chính là khoai tây mọc mầm. Nhiều người khi thấy khoai tây mọc mầm vì tiếc thường sẽ cắt bỏ đi phần mầm và tiếp tục dùng. Thế nhưng điều này là sai lầm. Ăn khoai tây mọc mầm vào cơ thể sẽ bị ngộ độc. Chất độc có trong khoai tây mọc mầm là solanin. Solanin có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng 0,2 đến 0,4 gram trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Triệu chứng ngộ độc do ăn khoai tây mọc mầm thường sẽ có các biểu hiện đau bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, có hiện tượng giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân. Trường hợp nặng thì có thể gây tử vong nhẹ do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt, làm trung tâm hô hấp không hoạt động, đồng thời gây ngừng tim do cơ tim bị tổn thương. Tuy nhiên, do lượng solanin trong củ khoai tây không đáng kể, nên chuyện ngộ độc solanin nặng do ăn khoai tây chỉ xảy ra trong trường hợp đặc biệt do ăn quá nhiều khoai tây và ăn cả mầm khoai. Do vậy, mọi người tốt nhất không nên ăn những củ khoai tây mọc mầm. Trường hợp củ khoai tây mới này có 1-2 mầm nhỏ, nếu bỏ cả đi thì thấy phí thì phải bỏ hết mầm. Khoét bỏ hết chân mầm, đồng thời gọt bỏ vỏ để loại bỏ hết chất solanin tập trung ở đây rồi mới được nấu ăn. Loại rau củ thứ tư mà cô bác không nên sử dụng đó là gừng đã bị thối và dập nát. Gừng là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như thấy gừng bị thối nhũn dập thì cô bác không nên ăn, bởi vì lúc đó gừng đã không còn an toàn nữa rồi. Khi gừng bị thối thì sẽ sản sinh ra một loại độc tố có tên Strangler. Đây là độc tố mạnh, khi đi vào cơ thể, ruột rất dễ hấp thụ loại độc tố này và nhanh chóng chuyển đến gan, gây nên trúng độc tế bào gan. Nếu như cô bác thường xuyên ăn phải thì có thể dẫn đến bệnh ung thư gan và ung thư thực quản. Vị trí thứ 5 trong danh sách này đó chính là những loại rau củ mà cô bác không nên ăn, là dưa muối khi còn xanh. Không nên ăn dưa muối còn xanh, có vị cay hăng. Do dưa còn màu xanh chưa chịu dễ, chứa nhiều nitrosamin có thể gây ung thư. Chỉ nên ăn dưa khi đã ngả sang màu vàng tươi, chua giòn và có mùi thơm. Và cuối cùng là cô bác hãy nhớ tuyệt đối không ăn cà chua xanh nhé. Bởi vì cà chua xanh còn có chứa lượng lớn các yếu tố alkali ớt và nó giảm dần rồi biến mất khi cà chua đã chín đỏ. Nếu như ăn cà chua xanh sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng khi bị ngộ độc cà chua xanh là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Thưa quý cô bác, có thể thấy rằng việc lựa chọn các loại rau củ để đảm bảo nguồn cung cấp vitamin hàng ngày là rất cần thiết. Nếu không may chọn chúng những loại rau củ cực độc mà chúng ta vừa cùng tìm hiểu, không chỉ không có lợi cho sức khỏe mà thậm chí còn gây ra bệnh tật hoặc nặng hơn là ung thư rất nghiêm trọng. Hy vọng những thông tin này đã giúp cho cô bác hiểu rõ hơn về cách lựa chọn cũng như chế biến rau củ đúng cách để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và phát huy tối đa lợi ích của nhóm thực phẩm này đối với sức khỏe, từ đó chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt hơn qua từng bữa ăn của gia đình cô bác. Còn bây giờ, Sống Khỏe Mới ngày hôm nay xin gửi chào tạm biệt tới quý cô bác. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Đồng thời, cô bác đừng quên chia sẻ video nếu thấy hữu ích và ấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.